Ăn thêm đi hai. Nữa không? Ta lửa ăn đi. Đã rồi. Thì ăn chén rưỡi rồi đó. Hai chị em ăn chén rưỡi đó. Nữa không? Chứ cái rồi lấy nước thì đừng có phải lấy nước chứ. Rồi, cái rồi. Rồi, cái rồi. Nè. Chiếu làm em chén đi chiếu rồi. Sao cũng được. Miễn mới nghe là được. Hey hey hey. Chén lấy nước, đây cái rồi mình lấy nước chị. Đây lấy cái thôi, lấy nước. Chén lấy cái. Không phải hiểu mấy cái này. Ôi, bà hiểu cái ghê luôn. Bà hiểu thì bà hiểu cười ai rồi. Bà hiểu là đã mắc cười rồi. Bà hiểu không làm lộn lại luôn thấy chưa? Bà hiểu lép luôn. Lại luôn. Bà hiểu phải là đẹp luôn. Trời ơi. Hiểu. Bà ngự lắm chị, bà không bắt máy đâu. Bà nói chị thấy số em mà chị quên. Trời ơi. Chị bận tiếp khách. Sắm hơi đại luôn á. Sắm lại. Sắm bà ở đâu vậy? Em đang quay ở bên đây nè. Tâm qua đây luôn. Sáng ở đây nè. Em thấy cái đèn sao trước. Sao bà? Cái đèn sáng sáng em thấy có cái cụ cho nhỏ em biết rồi bà có bà. Ủa chứ em không có đi ngang đây lần nào hả? Em nói chung là em đi ngang đây em vô Kim Lý rồi xong em về hả? À. Ôi ôi chết rồi. Lũ ghê luôn. Nãy đó quên rồi. Hả? Người ta có tiền người ta cho chồng người ta tại em 16. Em không tiền em dẫn chồng đi cá một sò. Đó, đỉnh chưa? Đỉnh chưa? Đỉnh chưa? Tức là biến nó chuyện đi nương luôn. Từ khi bà lỡ cho bà nghĩ là vậy. Thôi, hai đừng dụ mẹ. Em hết cái thang rồi. Em hỏi cho Hiếu nè. Bà nói bà đập hộp 4 ra phôi 16. Em hỏi bà đập hộp cho ai? Bà nói đập hộp cho 4 thằng chồng. Giờ em hỏi chồng bà thằng nào? Bà nói là 4 thằng kia, 4 thằng thằng tử á. Bà nói là bà kể 4 thằng cho tôi. Bà nói nè, Chính nè, thằng Dương nè, Hiếu nè, là thằng gì nữa đó. Không hiểu chậm nữa. Ừ. Là bốn thằng thiếu nhỏ thiếu nhỏ là bốn thằng bây giờ bà chu cho chồng em cái phôi 16 em phải chu nặng tay hơn chứ đi mất chồng sao trời đất ơi sao lập lại bà gì chung bà nói một tí nữa đừng có dũng cái phôi 15 dung vô nước liền đi khách nói đi dũng đi dũng đi tao nói về nước đi không tin không tin cái dũng alo alo bả kìa quạt quạt bả mà mẹ ừ rồi thì không được rồi bả ngày mai mua hai cái quạt để ngoài mua khai trương ngày đầu ngày sao mất đổi nó thảo phải chứ ngoài thảo đâu lấy quạt làm gì bà đi ngược qua đây nè giờ bà chỉnh cái nút vô rồi ủa giờ chị tháo qua luôn đi chị cầm quạt được đó làm cái cổ tới đây rồi mọi người được rồi chị em ơi nó gãy luôn khỏi mát luôn bây giờ nó phất phơ còn đỡ đi ê không bán cái gì em mình chứ kéo cái đấu tao ủa vậy hả trời ơi đứng mà chỉnh tay chị mẹ mẹ dặn nghỉ ăn mà mẹ ơi khỏi bán chứ bán thì bán đi đừng lấy nó miếng nha lấy măng đó lấy măng đó không lấy miếng mẹ không lấy nha đúng rồi thủ dâm nữ thì giao lưu chị Hiếu coi thủ dâm nữ nghe coi giao lưu coi nữ hoài xuống như tụi con là dễ dâm mẹ ê ta lên ta coi giá ta coi clip bà cái ta nói bà gì không mất dạy chị hay gì hả ơi đi thử cái tao thương mình mới chửi mình đi thử dâm nữ coi thử dâm nữ sướng người quá sướng quá hay nhớ dễ đi thôi cắn nè cắn nè trời ơi cắn nè chị hai
Hổng đen hoài. Cảm ơn anh nghe. Trời anh dễ thương quá vậy. Em lấy sức để làm việc. Vậy hả? Đi nhìn núi núi nè anh ơi. Anh giải giùm em đó. Hello chị Hạnh nghe. Em mới lên rồi chị. Nè đi bông bông bông. Chị đâu rồi? Lát rồi. Ủa sao bông bà không cắt ra sao bà nội ơi hánh thằng là trời. Trời ơi là trời, các nhỏ nhỏ nè. Hai chút ra uống cà phê chơi thì về. Ờ đi ra đây sao cũng được. Nó nấu mềm ăn vậy nó ngon. Ờ cái nhỏ mẹ nè, nó nấu cái gì sao bà nội. Bà chơi rồi. Bà chơi bà đó. Bà nói bà. Trời ơi. Nấu mềm ăn vậy nó ngon. Nhỏ nhỏ thế là nhỏ em con gái chị. Bà nội, ba cắt phớ nè. Trời ơi là trời. Tự bây giờ bù lội á. Dạ. Thủ dâm nữ coi. Sướng rồi ba. Sướng quá. Trời ơi. Trời ơi. Là ai vậy mẹ ơi? Nè. Nè. Chị ra bà nè, chị heo đang quay kìa. Chị hả? Chị hả? Đi rồi. Rồi. Nè. Không có mấy chị không có. Ê, chị em thế giới thứ ba. 59 Sài Gòn đã ghi nhận. Ờ tôi thương nói chứ. Tôi không biết. Lương hại con mẹ mẹ. Tôi không biết. Chị em ở Sài Gòn đã ghi nhận bà. Mẹ hại con đi mấy mẹ. Dạ chúc em ra chị. Nè, có đi. Đó đó. Chúc tôi ra nè. Chúc tôi ra đó. Ôi mẹ, mẹ ăn đi mẹ, mẹ gì nhiều quá trời đi đâu mấy nương ơi. Dần chưa gà với mẹ. Vui lắm ơi. Ê, có bà hai vui ha, không có bà hai là sơn sọng mà bà chết cái là sơn sọng ấy. Mẹ đang đây nè. Đây là vui. Bác quậy quá trời đây luôn kìa. Rồi sướng rồi. Sướng rồi quá. Sướng quá luôn. Nuốt trọng luôn. Không dài, tính thật. Trời ơi trời mẹ. Ông nương chết thì mẹ nương của ông nhỏ xíu hà thiệt. Ủa? Chờ xíu mà tôi thấy bà làm nè. Hai gán giãn rồi đó. Bán cắt cái cổ mẹ. Hai chắc nữa không mặn mà con bị hài. Ra đây. Ra đi. Một mình tôi. Một mình tôi. Gặp bà. Gặp bà hết luôn đó. Thề chuột có. Bởi bà ngon rồi. Bà đuôi đi. Tôi đi vỗ ngực. Vỗ ngực mấy sợ. Vỗ ngực. Nè. Không quê nè. Không quê nè. Cái bỏ Sài Gòn không hả? Ra đây chơi chứ. Mình tôi nè. Mình tôi nè. Hết luôn. Hết luôn. Ê thu thu mẹ. Thu mẹ không có cái gì không có nè. Thu mẹ không mẹ. Bóng Sài Gòn nó đi xem đá chạy lại lẹ lắm đó. Lẹ lắm đó. Ở gì đi về với mẹ ơi, về đi về cho rồi. Có làm mất kịp với mẹ ơi. Mẹ hại quá trời với mẹ ơi với mẹ. Chính ơi đứng rồi đi về đi về đi về. Về hả? Đi về. Bà để bà ở đây đi, để bà ở đây đi. Mẹ hả về luôn mẹ, mẹ về luôn mẹ chạy. Sợ quá sợ quá chạy. Đi. Về. Đi. Về. Về. Đi. Về. Đi. Về. Đi. Về. Đi. Về. Đi. Về. Đi. Về. Mẹ chồng mày đi xuống, trẻ chồng bà đi xuống nha bà. Anh lấy lên xe. Lên xe anh chở đi luôn. Dẫn đi kia đi anh. Lên lên ơi, lên xe anh ơi. Lên lên lên. Ôm anh lại, ôm anh. Đó. Hãy ơi, hãy ơi. Hãy coi, hãy coi. Chào cả nhà nghe. Chào nghe. Để chở đi anh ơi. Đó. Ba ngày được hết. Ờ. Ở đây em được chưa nghe? Dạ, hãy cho bà Hiếu coi nè. Hãy, 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 hãy. Đưa bà Hiếu về chợ gãy. Trời ơi, má ơi. Trời ơi, là chị Hiếu ơi chị. Nè, đưa cái tay lên nè. Đưa cái tay lên nè, bận bóng đèn nè. Dặn bóng đèn nè. À, đến ngay. Đến ngay xe phá lấu hãy nè. Đứng ngay xe phá lấu hãy nè. Hãy, 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 hãy. Đưa bà Hiếu về chợ gãy. Trời ơi. Trời ơi, thằng ơi. Thôi, em thấy độ mẹ. Lên mà giới thiệu cho chị em đi. Nghe nó lấu sao? Mày đu nó quậy quậy vậy mà hai bỏ. Quậy lắm mẹ hợp rồi. Trời ơi, mày mới lên máu quá. Chị ơi, nhắc chị ăn phá lấu ghé chợ ăn đông nghe. Gặp chị Hiếu, phá lấu ăn đông, nó có giữ chăn luôn. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Ê, bể cái kiến nghe đồ hình nghe. Con nước rồi kìa mẹ ơi. Trời ơi. Mẹ mẹ giờ lại. Ủa, mày quậy mới lên máu luôn á. Quậy mới lên máu luôn bộ, bỏ mặt luôn. Mà biết xấu vậy em. Ăn đi. Ba chục một lửa bà ăn đi. Ba một lửa bà ăn đi. Ghê chứ hai một mình bả này dạng 4 chén phá lấu rồi đó. Bỏ họng nhai nè, bỏ họng nè. Rồi nuốt. Bả lại tử mua ma chứ. Lên mẹ mẹ. Bò. Nào mấy cái mà cái này là ăn góp ý thiệt ngon nha mình thương nha. Đúng không? Không mấy ăn đi trên. Ngon mà chỉ ăn 4 chén rồi đó. Cái chai 6 chén nữa chừng chẳng chục chén. Nuốt luôn, không có nhai, nuốt. Mẹ ơi, làm nuốt tết mẹ. Nuốt luôn. Mình thợ, nhắm mặt. Trời ơi, tôi mới nướng. Trời ơi, mình nướng chết đi luôn ơi. Chết rồi. Ủa, ví dụ như hai chứ ở chung nhà chắc chết mẹ rồi. Hai chén chồng mày nha. 78, 78. Nghe chưa nuốt chết thì nó nuốt không có xuống mẹ nó còn chỗ này nè. Tập diễn gì đó mẹ ơi. Mà nó mềm ngon. Mà nó còn bự quá, nó chưa xuống. Vậy đó, bự quá trời luôn.
ngon. Ừ, ngon. Thơm ngon tròn vị. Thơm ngon tròn vị. Đậm đà thịt đậm đà thịt sứt. Bả lẩu ăn đâu đâu. Mời mọi người dùng thử. Ngày bán chưa được lẻ thì góp kìa. Hai bèo kìa. Đầu tiên cái mẹ mẹ, thí đi mời góp 10 giót góp nữa hả? Mày luôn mày luôn được. Bây giờ luôn trả luôn. Bây giờ trời ơi, trời ơi mẹ ơi là trời. Bây giờ tay quá. Giật luôn. Không trả. Không trả hai bữa giật má mình thiếu từ từ mình trả. Lâu chút xíu thôi. Điểm dài thôi, không giật dài. Giật thừa. Cũng như mình thiếu ta mình để 5, 7, 5, 10, 5, 5, 20 giờ. Ừ, đúng rồi, he bà he. Rồi má ơn thôi, mình làm trả là con vừa mẹ. Nghe chơi tắt máy nè, tắt máy là nghe có không có gì luôn hả, có chương trình vậy đó hả, thấy điện vậy khách ta chỉ mãi cho từ điện đi tắt máy chứ ba đuôi đâu chịu bán này bé trời chịu bán bé trời ơi trời ơi nó chịu vô thế ngõ ngõ cái này là nhật. Bà thì con rõ giờ phải dùng cái điện thoại luôn. Nhảy nước hả bà nhảy? Đồ mẹ nhúng mà nước nhảy nè. Đúng rồi ta. Bà không biết bơi đi đi dùng tàu. Trời. Em nghe chị ơi. Chạy ra biển, chạy ra biển. Trời ơi, mấy chị chọc em, mấy chị cái tắt máy nghỉ nghe, cái tắt luôn. Mấy chị chọc nhà nào vậy? Ôi trời ơi, đâu mà nổi. Nghe nè chị. Sao chị? Mấy chị có dạ ok, chị chạy tắt máy cho được chị nghe. Má này lúc chờ bây giờ nó đúng rồi mời tốn lắm. Dạ dạ. Đi luôn má nó chèo quá chờ mà không biết mà hạnh nha. Tắt rồi, tắt đội luôn. Vô cái họ luôn. Người ta cho một triệu bạc nha. Má thôi. Được quá. Sao mà không cảm ơn người ta. Điện lại đi. Người ta nói chuyện như tắt hoài người ta cảm ơn được mẹ. Điện lại nè, điện lại nè. Cảm ơn chuyện nha. Còn ba đi. Mấy đứa nó lấy em đó. Nói chuyện không nghe lời thì hỏi tay chứ đi. À. Ấy da. Trời ơi, cái lỡ chưa nghe giờ đứa chọc em đi chọc em. Máy nghe không có chị lỡ chưa nghe. Trời ơi. Thì đó thì đó. Ừ, gọi lỡ chưa nghe cảm ơn cái chị có mất cái lượng chị nghe. Trời ơi, lỡ chị em chị bệnh. Thôi trời. Lỡ chị tắt máy gì rồi, tắt máy nghe. Chu mở lên. Chu lên, chu. Trời ơi, ác. Trời ơi, trời đau luôn. Con này cắt cửa thấy ghê luôn. Cắt cửa thì đứng ra làng nó rồi đó. Bà Hiếu bà kêu kẹp mỏ bà rồi á. Bà kêu mấy học. Bà nói gì mấy học. Lửa cây nó. Bà nội chị á, nội chị đó bà kêu tôi hết trơn. Bà nội xuất cái môi bà nội đi bên bà ơi. Thủ mẹ mẹ. Trời ơi. 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 Thôi chuyện giật quá thân nghiệp bà. Thôi chết rồi mẹ. Trời ơi. Thôi thì dựng như bộ bóp bắt như chì mẹ nó ra đi khỏi cũng mượn. Bắt chơi. Chơi đi hai nha. Thôi không mượn đi ra đi. Bộ bóp bắt như chì đó ngay lắm mẹ lắm. Lẹ dữ dằn luôn. Trên. Bà hai bóng có ra ngoài bóng ngã bảy mà bà còn sống nó nhiều quá chắc chết. Trời ơi bóng nó bị gạch cớ. Trời ơi, cái tôi lại tư. Trời ơi, bà biết tôi mà. Buôn lê mà. Nhưng mà sợ không ai. Có bà sợ tôi thì có. Trời ơi. Trời ơi, bà nghĩ gì vậy? Bà nghĩ hả? Bởi vì còn sẽ còn hết nè. Không ra không nè. Đi. Trời ơi. Cái gì vậy đưa ơi? Trời ơi, mất cái gì vậy? Trời ơi, kìa, cho tao mệt. Nè chị ơi, ăn sao không làm đi chị ơi. Chị ơi. Thu giật, thu cái luôn ơi. Trời ơi, tao mệt quá gì kìa. Tao nghe nè, bà đừng có uống nước lạnh cho bà còn cay không, uống nước sôi nè. Ủa kêu nước sôi kìa. Ê bà Hiếu kêu nước sôi kìa. Uống nước pha lâu vô là nó đỡ nóng mà. Mẹ. Uống miếng nước ngọt đồ ở đây có rồi. Ủa mẹ cái. Bà Hiếu kêu kìa. Bà con mẹ vừa đứng anh lên ăn cây mạo. Không có liếm màu hết cả thiệt bộ. Ừ. À, biểu là thằng nãy á, anh bình nãy anh liếm được đó. Đi cái kem đó. Bà xúi tôi đó, bà kêu tôi uống ớt cho bà ăn đó. Bà này ác lắm. Uống ngọt vô đỡ cay. Bà ác lắm. Bà ác lắm. Bà ác lắm. Bà ác lắm. Bà ác lắm đó. Khóc đi. Khóc đi. Khóc thương tôi hả. Bà có vừa chết má khóc hoài. Bà nội. Nhưng mà giờ cuối là tôi phải giả dành lại chúng mày cho có hai nè, cho con này đi. Lỗi lầm lương phải không? Ê! Phun máu nha
bà gõ thiệt đó nghe, bà thẳng tay đúng có lương nó nghe, bà gõ trả thù luôn, trả thù luôn, đủ người mới trả thù cái bọn con, cái dù không có liệu giá bầu liệu, ở bầu liệu luôn, rồi cái tóc, rồi tóc dở chưa gãy luôn, ờ chụp city mẹ đi ra, chạy em đi ra, trời, còn lại chụp city nữa, cái bông bò, tôi là biết cái gì với bà lắm, một lát hồi chị em Sài Gòn có mặt đầy đủ thì bà tự giải quyết, tôi có biết, bà đang làm công chuyện gì trước mẹ mẹ, bà chửi người ta thì bà sẽ lỡ người ta. Xin lỗi mọi người nghe, xin lỗi mọi người. Trời ơi, mẹ mẹ. Mẹ hại quá trời luôn. Đó là bà chửi tôi đâu, chửi tiếng nào đâu. Ví dụ bây giờ người ta có ộp xô lại tôi cũng không biết gì hết. Lão què. Lão què. Thôi má, dù lại biết cho chị trước mẹ. Sao cái bà chửi tay rồi. Nè, nói địa chỉ nhà cho ta xuống luôn. Đó, xuống luôn. Ừ. Nè, bà xuống đây, xuống mấy giờ nào còn ổn? 66 nào còn ổn. Xuống mạnh luôn. Ừ. Ôi bà nội ơi, xuống nè. Đó. Nhà bà ở đâu bà hai? Nhà ở với mẹ. Để tôi đi. Ủa chứ phải nhà bà cái phòng. Cái phòng mạnh, đóng không mạnh á. Đáng tôi bán được bò. Chạy trốn thì được. Chạy trốn thì được đó. Chứ không có chạy đâu. Chạy trốn đó. Chứ không đâu. Má được cái giá hoài, bà gõ thiệt đó nè. Thôi xuống người lộng ốc bà đó bà nội. Biết sao mà liệu á, mỗi người cái liệu. Có nhiều người mình chỉ cái làm mình nằm. Mình để. Tự nhiên mình không có hụ gì mình làm để cho thôi là người ta giúp mình không có nhiều người liệu với thảo xương á, thảo xương á nhiều người liệu tục với bà hai là ai kiểu gì liệu đó, còn chị xương á là bà liệu liệu nó tục. Bữa nào tôi cho bà hai nghe là cái bữa bà đập chén á, lúc bà đập trời ơi tao muốn chết tới nhà á, nó cười quá cười. Mai mốt em sẽ có một lần để cho bà hai qua thăm mình nữa. Hai chị em hàng nguyên mà tâm sự, hàng nguyên tâm sự lâu lâu mẹ mới lên mạng đó. Đi đi bán cái số. Mềm ha. Dạ. Nó mắc cười á, bao nhiêu cái cưng đi bán nó đập bánh trơn rồi. Đập cái cưng hết trơn vậy. Vô cái chén mà đập bể mấy cái chén luôn đó. Hai người ha. Thằng Kính cắt bớt đó, mà đập bể mấy cái chén luôn. Gì hả? Cắt bớt đó mà. Hả? Có gì hả? Đâu có, em đâu có diễn tả bả đâu, em làm gì nè. Em làm gì nè, em ngồi kế bên tả, em làm gì nè. Vậy đó. Hai người ha. Mắc cười vậy nha. Còn em hủy hoại tài sản. Em cầm cái chén lên tay. Nó đủ rồi là hai nè. Trời ơi. Trời ơi. Ôi xuống. Đi con trong đó mẹ. Đi con trong đó. Hết gì chỗ đào xíu mới đào. Cảm hường. Không có hết hồn gì hiểu. Đủ có là cảm hường với tôi. Đứng lên. Đứng lên. Đổ mẹ. Đổ mẹ. Ê. Giật cái giật. Trời ơi. Giật Dương ơi. Ủa giật chết đó nha. Giật Dương bà nội ơi. Nó nghe là bán tinh bò chứ chạy được xài đồ xịn nói chị hai đó. Tiền của trai cũng vậy. Tiền của trai cũng vậy, xài cho nó đã. Ừ. Ơi. Xài cho nó đã. Ừ, hai đèn kẹ, mấy người anh mãi đèn kẹ. Hai đèn gì? Hai đi. Hey. Rồi hay hoài luôn. Yêu dân đã chưa tới chưa? Mình tới rồi. Gọi coi danh thủ đi, mình còn về dưới đường còn xa lắm á, chứ không gần đâu. Ở Sài Gòn luôn. Vậy đi. Rồi bữa nghe con gà bánh xe đâu. Đi nhiều quê á. Xe đâu rồi. Happy chạy luôn. À dữ luôn hả? Chạy vậy Long Xuyên luôn hả? Em Xuyên luôn. Bị đưa đi theo luôn. Em Xuyên luôn. Đảo. Nó đem con tuốt về á. Em xuống bả đó. Em xuống bả đó. Em qua có đem con tuốt về không? Em 21 tuổi hả? Đủ 21 tuổi hay lô 41. 35 tuổi. 35 tuổi. Chú bà nội ơi, 35 mẹ. Nói gì bà nội. 21 vậy mới lớn. Em xuống bà mấy năm trước mà nó. Mấy năm trước bà bán tinh trùng tinh bò luôn, mẹ già nó hào á. Mệt. Đó này lấy đồ đi. Trời ơi. Bà ở xương nó mắc cười lắm. Ngồi kế bà. Cái bà đen rồi hút thuốc. Em đã có đền không? Không, tao có đền. Em làm gì nè. Mất tiêu rồi. Em chỉ làm vậy thôi. Em chỉ cầm cái chén em đưa lên là tự có đập xuống. Ủa bà trẻ mà đi chung với em đó là bà trẻ xây nhà cho bà đó hả? Chị Hương hả? Chị Hương hả? Em với chị Hương là kêu gọi xin. Không mà bà công nghiệp mà. Chỉ là chị Hương cũng cho. Chị Hương cũng cho mấy chục. Bà có bị hành tàn ngon sao ở đây em muốn vậy? Bà thường giờ có mé thì đến tập. Đúng rồi, bà cho cái hành tàn ngon em muốn vậy. Đó như là bà bị tụt lỡ hành, bà chứ mai hành mới được chứ. Bị gì? Mấy bà trơn là chỉ có cục lõ hầm chứ mai hầm. Đó là gì mẹ? Cục lõ á. Đó là gì mẹ? Qua này bà ăn rồi đó. Lõ không lỡ. Có bè mà ăn không đi đâu. Trời ơi, má ơi. Đó bị là bà trơn ăn xuống. Ghê
nghe nè, lẹo kìa, nghe nè. Lẹo quá à. Bóc tính thay ra lẹo, cô đen gì quá à. Đó, chị á, vô chung mấy cây rồi chị. Ông tắm cây vô dẻ, chị đút nguyên cục sôi vô miệng. Quen dính, vậy đó nguyên không, thấy không? Không có, đi vô chùa là bà chị, con điềm à. Con đi tắm cây rồi, nó giỡn con à. Mỹ Tâm kìa. Mỹ Tâm ơi, bú á nghe. Ủa, bà nội. Trời ơi. Mỹ Tâm á, chị ở luôn á. Chị hả? Bè tám chị ấy kìa. Chị hai kìa. Má bèo má ơi. Bè đó nói chị chuyển giới kìa bèo kìa ơi. Giới má, bèo má một giây, một giây đi. Ờ. Một giây đi. Em mượn giây cho chị. Để mượn. Bè ba giới thiệu chị em mình góp kìa, mượn giây đi. Không có. Bây giờ chị cho em mượn một giây đi. Ví dụ như dây 10 triệu em đóng chị trước nửa 5 triệu luôn. Ừ. Còn 5 triệu còn cái, à, còn cái 7 triệu sau á chị kiếm được em thì chị lấy. Thì mượn 10 triệu đóng trước 5 triệu luôn. Nó nghe nè, vô chuẩn bị dọn luôn đi. Ngồi ngoài cũng vậy à. Bán đi rồi. Lỡ ăn. Bán cái chồng mình ăn hả? Giờ nè cũng có người. Trời ơi. Bán cỡ giờ này là nghỉ rồi đó. Không đợi là nãy chị dọn đó. Biết sao không? Quá lâu mà bán được là bán lẹ nó bán xong mà. Còn ngồi hoài, ngồi cú mẹ hoài luôn mà ngồi vậy đó. Ai chưa xin lỗi, ai mua bán rồi. Chị có ông gì chị kêu nào mà ốm lại được không? Bây giờ bà hai vô, bây giờ bà hai vô lấy chim cho bà Hiếu có cái lấu đi. Ừ. Không. Trời. Em đi. Em về nhà. Nghe giờ 4 kiếm rồi đó mẹ. Ấy là chị bà ở chị lấy 4 ký đi. Cổ. Chị Hiếu chị lấy 4 ký. Tôi tính chơi với bộ. Chạy đi. Nó chơi với bộ. Ê, bán bò mà biết tháng này bò nhiêu tiền ký mà biết nè. Ấy chị Hiếu cho nước dư là nó bà hai bán bò về lấy bò chút vô ăn. Hai bọc tiền kiếm đủ đi xem luôn. Quá trời hao bà hay quá. Nó đủ xe phụ chị hao quá đi. Mẹ. Ê, bà đừng có cầu hầm quá. Bà lên xe Bình Phước đi thay. Cái gì vậy mẹ? Bê chùi Phước xe nó đi đâu vậy? Đi về Bình Phước, cậu điều. Rồi với tiền chị. À, tiểu nhị. Tiểu nhị, tốt đâu. Có mà điểm chén ở ngoài thì mẹ đi rồi. Còn chơi thích ăn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xin chụp của bà ơi, má ơi. Xin chụp của bà ơi. 8 là một tô mì. À, 9 đi. Với đồ uống uống nữa nè. Ờ, đem luôn rồi đó nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ê, như thấy có 7 chén rồi nè. 8 với lại đây 2 chén là 10 đi rồi nè. Thôi mẹ, thấy như 7 chén gì à. Má đặt chân với bà vậy trời mẹ. Trời cho nó nè má. Có 7 chén à. 7 rồi, 2 chén nữa chưa vậy. Tôi luôn rồi đâu mà nghe nè, rồi tính 10 chén đi bánh mì với lại à, cái gì tôi mới tính tặng chị em. Nhưng mà có 7 chén, 10 chén với mẹ. Nhỏ đang kỳ ghê. Trời ơi. 2 à, 3, 4, 5, 6. Chứ mà nãy con có ăn mẹ. Bà nghe lời bà đứng cho bà điểm hoài. Bà bà. Con ăn mẹ ơi. Rồi 350 đi, 350 lại à. 500, rồi 350. Tiên nữa nè. Tiên nước. Ai nước qua tính. Trời ơi, bánh mái đó. Bấm má đúng rồi, tính mà đúng rồi, bao dê thôi mẹ. Trời ơi, hồi với chị em bán quảng mẹ ơi. Mẹ ơi. Bán quảng hả? Bán quảng. Có bán bò, biết chừng nào tôi mới được. Bán quảng gì luôn kìa. Hay dữ quá. Nè, 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 nè. Hả? Tính tiền nước nhiêu kìa. Từ từ đi, tôi kiếm mấy chai nhịp tim nè. Như chuyển luôn. 1, 2, 3, 4. Dúc, dúc lên đâu mẹ. 4 chai xịt tim chứ là thi này xuống. Trời ơi. Uống giá tên là Phạm Công Hiếu. Uống gì chú? Em cũng 300 nó lâu rồi. Để cho bà cái nhãn vua nè. Để nó nhiều. Nửa là 920. Dễ luôn 1 triệu đi. Dễ 1 triệu luôn đó mày. Thì tới luôn. Rồi tới luôn. Gái bán gì muốn ủng hộ dùm cho bán gì vậy? Mẹ mua ngồi vô trang của mì nướng nè. Đồ Thái, đồ Thái. Bán đồ Thái. Bán ăn mà thông. Ôi lũ quá lỏng, lũ quá lỏng. Mày ơi. Bán mà tàu mà bán gì nữa kìa, bán mấy cái đồ lộn mẹ ơi. Bà hai mới bán quần áo Quảng Châu, đồ Nam á, chị có chừng kiểu chậm ta có quần áo đúng rồi mẹ. Con gái không? Bà gái chở mi nương. Con gái là bên trai với em. Mẹ có chừng chuyển trăm triệu nè. Chuyển trăm triệu, chừng chuyển trăm triệu á. Nè coi lại nè. Được, cái bạn cho lô nó đi. Đúng rồi, không có gì á. Thôi chị chuyển tiền của chị. Thôi em chuyển rồi nè. Anh chuyển rồi em chuyển. Thôi để cho bà tính cho chị heo đó. Tính cho. Heo ơi, nó nghe nè, mẹ có đi ấy tiền không? Mẹ gọi chị. Em mấy cho mẹ bút quá. Thôi thôi đi. Thôi đi xù. Để cho chị hai cô đi. Rồi thôi, trả đến trả lên đây mua đồ về nữa. Trả đi, lắc mình hàng chị hai rồi. Chị có tặng gọi đi mẹ ơi. Giống như đôi chị nếu có được. Chị bỏ cho em 30 triệu.
Để chứ gọi đó thì có cái bạn. Bán sao chuyển mới đi cái gọn. Chọn mẹ. Dạ nghe. Dạ, hãy vào cả nhà nghe. Quỳ xuống. Quỳ xuống. Quỳ xuống. Quỳ xuống mẹ thôi mẹ. Nè, leo lên, chỗ về nè, leo lên. Leo lên, ôm vô. Hà Phương Trinh qua đây nè, Hà Phương Trinh. Hãy, 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 đưa mình về chợ gãy. Ôm vô, ôm vô, ôm vô, ôm vô. Bú lô, bú lô, bú lô, bú lô. Trời ơi, xuống, không đánh ghen giùm mẹ. Ngại quá trời. Mẹ, lấy lắm mẹ. Tuấn sách lên xe rồi. Tại gì hả?